À, chúng ta chuyển sang quá trình kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm theo cái phương pháp kê khai thường xuyên. À, tiêu thụ là giai đoạn tiếp theo của quá trình sản xuất. Trong giai đoạn này thì doanh nghiệp xuất sản phẩm của mình đem cho khách hàng và được khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Thì quá trình tiêu thụ này có nhiều nhiệm vụ, chúng ta có nhiều nội dung, cần phải ghi nhận. Trong đó có 3 nội dung mà kế toán cần phải ghi nhận. Cái nội dung thứ nhất là khi mang sản phẩm của chúng ta đem bán thì kế toán phải trả lời xem cái số sản phẩm này có trị giá bao nhiêu, thầy gọi đó là giá vốn hàng bán. Và như vậy trong quá trình tiêu thụ sản phẩm này có nhiều nội dung cần ghi nhận. Cái nội dung thứ nhất là khi nghiệp xuất sản phẩm mình ra bán thì doanh nghiệp xem thử cái số sản phẩm này có trị giá bao nhiêu, tôi gọi là giá vốn hàng bán. Cái đại lượng thứ nhất chúng ta cần quan tâm giá vốn hàng bán. Cái thứ hai là khi mà chúng ta mang sản phẩm đem bán hàng thì chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu tiền hay nhận được bao nhiêu tiền, thì cái đại lượng này tôi gọi là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Cái đại lượng thứ ba chúng ta nhớ lại là khi chúng ta mua nguyên liệu, mua công cụ, mua máy móc thiết bị về để tiến hành sản xuất ra sản phẩm thì bên cạnh cái giá mua thì chúng ta phải trả cái phần thuế giá trị tăng. Vậy thì bây giờ ngược lại, khi mình xuất sản phẩm của mình đi bán thì bên cạnh cái giá bán chúng ta cũng phải thu của khách hàng phần thuế. Thuế này thì chúng ta phải đi nộp cho nhà nước. Trên đại lượng thứ ba mà chúng ta cần quan tâm là thuế phải nộp là khoản thuế giá trị gia tăng đã tính cho số sản phẩm đã bán được của nộp nhà nước. Như vậy một quá trình tiêu thụ sản phẩm có nhiều nội dung cần ghi nhận, trong đó có 3 nội dung ta phải ghi nhận, đó là giá vốn hàng bán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, và thứ ba là thuế giá trị gia tăng phải nộp. Thì để ghi nhận 3 cái đối tượng này thì kế toán sử dụng 3 tài khoản. Thứ nhất là tài khoản 632 là dùng để ghi nhận giá xuất, giá vốn hàng bán. Tài khoản thứ hai là 511, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, dùng để ghi nhận doanh thu phát sinh trong kỳ. Tài khoản thứ ba là 33311, thuế và các khoản phải nộp nước, dùng để ghi nhận thuế giá trị gia tăng phải nộp. Đó là 3 tài khoản chúng ta sẽ sử dụng. Với 3 tài khoản này chúng ta đi vào hạch toán quá trình tiêu thụ như sau. Hạch toán quá trình tiêu thụ nhau. Có thể nói rằng là để tiêu thụ thành phẩm trong nghiệp thì có rất nhiều phương thức tiêu thụ. Có thể là tiêu thụ theo phương thức trực tiếp, chúng ta đến doanh nghiệp chúng ta mua hàng. Có thể tiêu thụ theo phương thức gửi bán, chúng ta ngồi ở nhà người ta chở hàng để người ta bán cho mình, gửi cho mình. Chúng ta có thể mua thông qua hệ thống đại lý. Giả sử chúng ta muốn uống bia thì chúng ta có thể đến nhà mấy cửa hàng bia đối chứng chúng ta uống, hoặc chúng ta có thể đến đại lý chúng ta mua về chúng ta uống. Có thể bán ra xuất khẩu nước ngoài, xuất khẩu trực tiếp, xuất khẩu ủy thác, hoặc chúng ta có thể đem sản phẩm của mình đổi sản phẩm khác, vân vân. Có rất nhiều phương thức tiêu thụ. Thì trong giới hạn chương trình được trình bày, thứ nhất là phương thức tiêu thụ trực tiếp. Tiêu thụ trực tiếp có nghĩa là trong cái phương thức tiêu thụ này là khách hàng đến doanh nghiệp, khách hàng ở doanh nghiệp nhận hàng. Khi khách hàng ở doanh nghiệp nhận hàng, doanh nghiệp xuất kho sản phẩm của mình ra đưa cho khách hàng. Thì khi sản phẩm được xác định tiêu thụ thì kế toán sẽ ghi 2 phương án, thứ nhất là giá vốn và thứ hai doanh thu. Chúng ta theo dõi trên cái màn hình. Khi doanh nghiệp xuất sản phẩm của mình ra bán thì doanh nghiệp sẽ ghi nhận giá vốn bằng phương án sau: nợ 632 có 155. Phương án đầu tiên, phương án 1 ghi nhận giá vốn. Nợ 632. Phương án thứ hai là ghi nhận doanh thu bán hàng. Chúng ta bán hàng thu ngay bằng tiền, ghi nợ 111, 112, hoặc là chưa thu tiền ghi nợ 131 và có 511 hoặc là có 3311. Thì chị thấy cái slide này anh chị đã có trong tay rồi, đúng không? Đó. Như vậy chúng ta ghi nhận doanh thu và giá vốn. Khi hàng hóa được xác định tiêu thụ thì chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn. Các anh chị sẽ theo dõi bằng bút toán định khoản ghi dạng nợ có, không phải phần sơ đồ. Như vậy khi nhận xuất hàng ra, doanh nghiệp sẽ ghi nhận giá vốn hàng bán bằng bút toán là nợ 632 có 155. Nợ 632 có 155. Rồi doanh nghiệp sẽ phản doanh thu bán hàng phát sinh bằng cách ghi là nợ 111, 112, thu ngay bằng tiền, nợ 101 là chưa thu tiền, và có 511 doanh thu bán hàng chưa thuế.
phần thuế giá trị gia tăng thu của khách hàng đem nộp nhà nước. Do vậy chúng ta sẽ ghi là có 33311 thuế giá trị gia tăng đầu ra. Như vậy là tóm lại, khi hàng hóa được xác định tiêu thụ, chúng ta sẽ ghi nhận giá, vốn và doanh thu. Lấy ví dụ như sau. Ví dụ này thì các anh chị chưa có trên slide, các anh chị sẽ tranh thủ ghi được. Doanh nghiệp có cửa hàng bán lẻ theo báo cáo cuối ngày, số hàng bán được là 1 triệu mốt, theo giấy nộp tiền của cửa hàng số tiền nộp bằng 1 triệu mốt, biết giá vốn của số hàng là 800 ngàn, mặt hàng này chịu thuế giá trị gia tăng 10%. Đây là một nghiệp vụ tiêu thụ, chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn và doanh thu cho cái nghiệp vụ này. Vậy chúng ta sẽ ghi nhận như thế nào? Bây giờ thầy sẽ ghi nhận giá vốn. Thứ nhất, thầy sẽ phạm ghi nhận giá vốn hàng bán phát sinh. Nợ 632. Có tài khoản 155. Số tiền là 800 ngàn. Báo bút tăng ghi nhận giá vốn. Giờ thầy ghi nhận doanh thu. Ở đây là bán lẻ thu tiền mặt, cho thầy ghi nợ 111. Số tiền thu được là 1.100.000 đồng. Trong đó doanh thu bán hàng chưa thuế ghi nhận vào bên có tài khoản 511, số tiền là 1 triệu đồng. 100.000 là thuế giá trị đăng phải đem nợ nước, thì ghi có 333, chi tiết 100.000. Như vậy bút toán tiêu thụ này được ghi thành cả hai nguyên nhân là giá vốn và doanh thu. Cái việc mà kế toán ghi nhận khi tiêu thụ thì phải ghi nhận giá vốn thu là tuân theo nguyên tắc phù hợp của kế toán. Ghi nhận chi phí thì phải ghi nhận doanh thu. Ghi nhận doanh thu thì phải ghi nhận chi phí tương ứng tạo ra doanh thu đó. Và các anh chị lưu ý cho là khi mình bán hàng thì kế toán phải ghi nhận doanh thu, bất kể là có thu được tiền hay không. Chúng ta bán hàng chúng ta thu ngay bằng tiền thì chúng ta ghi tăng tiền nợ 111, 112 và có doanh thu có 511. Bán hàng chưa thu tiền cho khách hàng thiếu thì chúng ta cũng phải ghi nhận doanh thu nợ 131 có 511. Cái việc này ghi nhận doanh thu là tuân theo nguyên tắc của kế toán, nguyên tắc cơ sở dụng tích. Nguyên tắc cơ sở dụng tích ở bài số 1 nó nói rằng là đối với các nghiệp vụ phát sinh liên quan doanh thu phải ghi nhận ngay thời điểm phát sinh, không kể thời điểm thực tế thu hoặc chi tiền. Như vậy sau này các anh chị có rất nhiều câu hỏi đưa ra, giả sử là bán hàng thu tiền trước, thu tiền sau, thu ngay đó, vậy hỏi là doanh thu ghi nhận khi nào, thì chúng ta bám vào cái ví dụ này và nguyên tắc cơ sở dùng cái từ tân ghi là bán hàng thời điểm nào thì ghi nhận doanh thu thời điểm đó. Như vậy chúng ta vừa ghi nhận một cái nghiệp vụ là doanh thu và giá vốn của phương thức tiêu thụ tiếp. Kế tiếp chúng ta sẽ chuyển sang phương thức tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng. Một thứ rồi. Cái phương thức này thì trong cái slide các anh chị là chưa có. Chúng ta sang phương thức chuyển hàng. Phương thức chuyển hàng có nghĩa là lúc này hàng được giao tại kho bên mua. Chúng ta ngồi ở nhà, ta thấy giờ giả sử chúng ta muốn mua gạo ăn đi, thì chúng ta sẽ mang ra đạp chợ, dậy xe chợ đến cửa hàng mua gạo trở về. Hoặc chúng ta thể ngồi ở nhà, chúng ta điện thoại người ta giao hàng tới. Bây giờ với sự cạnh tranh thì người ta giao hàng tới. Như vậy lúc này hàng được giao tại kho của bên mua hoặc tại địa điểm nào đó theo thỏa thuận, thì trong trường hợp này khi nhận được yêu cầu của khách hàng, doanh nghiệp sẽ xuất hàng ra để gửi cho khách hàng. Thì số sản phẩm xuất gửi bán bận các chị lưu ý là khi xuất sản phẩm ra gửi bán thì số sản phẩm xuất gửi bán vẫn thuộc quyền sở hữu nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ ghi nhận trị giá sản phẩm xuất gửi bán bằng bút toán là N157 có 155. Khi xuất sản phẩm ra gửi bán chúng ta ghi N157 có 155. Khi nào khách hàng nhận được cái số sản phẩm này và họ đồng ý mua thì khi đó chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn và doanh thu. Khi khách hàng nhận được hàng và chấp nhận thanh toán thì kế toán sẽ ghi nhận doanh thu và giá vốn. Kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng giống như trường hợp tiêu thụ trực tiếp được không? Tức là vẫn ghi nhận tiền hoặc phải thu và có 511. Riêng bút toán ghi nhận giá vốn thì kế toán sẽ ghi là N632 có 157. Như vậy thì lưu ý là
khi thành phẩm hàng hóa được xác định tiêu thụ thì chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn doanh thu. Có điều là chúng ta sẽ ghi nhận trực tiếp giống như trường hợp trong vừa nghiên cứu, hay là chúng ta ghi qua tài khoản 157 là tùy. Trong trường hợp này chúng ta ghi qua tài khoản 157 là tại vì nó theo phương thức gửi bán. Bây giờ thầy đưa ra ví dụ như sau cho trường hợp gửi bán. Ví dụ xuất kho 100 sản phẩm gửi đi tiêu thụ công ty khác, giá xuất kho là 5 trên một sản phẩm. Đó là mình nhân 5 trên một sản phẩm. Giá bán chưa thuế là 6 trên một sản phẩm, 6 trên một sản phẩm. Thuế giá trị gia tăng 10%. Và ví dụ số 2 là sau đó công ty H báo nhận đủ hàng và chấp nhận thanh toán. Ví dụ thứ nhất, xuất kho 100 sản phẩm gửi đi tiêu thụ cho công ty H, giá xuất kho 5 một sản phẩm, giá bán chưa thuế 6 một sản phẩm, thuế giá trị gia tăng 10%. Như vậy trong trường hợp ví dụ 1 này chúng ta xuất hàng đi gửi bán và chúng ta ghi nhận nợ tài khoản 157 trị giá hàng gửi đi bán. Có tài khoản 155 xuất kho sản phẩm. 100 sản phẩm nhà mình nhân cho 5, 100 sản phẩm nhân cho 5 thì nó sẽ là bằng 500. Và bút toán và ví dụ số 1 chúng ta dừng lại đây. Chúng ta không được phép ghi nhận giá vốn doanh thu ở lúc này. Mặc dù trong thông tin của ví dụ là có cho thông tin về giá bán, bởi vì khách hàng chưa nhận được hàng và chưa đồng ý thanh toán, chúng ta chỉ ghi nhận giá vốn doanh thu khi nào khách hàng nhận được hàng đồng ý thanh toán. Với ví dụ số 2 là sau đó công ty H báo nhận đủ hàng và chấp nhận thanh toán. Như vậy khi đó cái hàng gửi bán ví dụ số 1 đã được tiêu thụ, vậy cái này thì sẽ ghi giá vốn hàng bán. Bước toán đầu tiên, hàng mà được tiêu thụ thì chúng ta sẽ ghi nhận hai toán giá vốn hàng bán doanh thu. Giá vốn hàng bán là nợ 632, nhưng lúc này là có 157 là tiêu thụ hàng gửi đi bán, giá vốn là 500. Thì sau đó mới ghi nhận doanh thu bán hàng. Trong trường hợp này chấp nhận thanh toán phải ghi nợ 131 phải thu khách hàng. Doanh thu bán hàng chưa thuế có 511, chúng ta có 100 sản phẩm. 100 sản phẩm chúng ta bán với giá 6 nó sẽ là 600. Vậy thuế giá trị gia tăng có 33311. Thì 10% của 600 nó sẽ là 60. Như vậy tổng số tiền ta phải thu hàng là còn nợ 131 là 660. Như vậy tóm lại khi hàng được xác định tiêu thụ thì chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn và doanh thu. Giá vốn doanh thu có điều là chúng ta ghi ngay hay là ghi trung gian ở tài khoản 157 là tùy theo phương thức bán hàng, là bán trực tiếp, bán liền hay là bán một có một gửi bán. Với ví dụ này thì chúng ta cũng kết thúc cái nội dung là kế toán tiêu thụ thành phẩm này luôn. Theo như vậy chúng ta được nghiên cứu hai phương thức, một là bán trực tiếp, hai là phương thức chuyển hàng gửi hàng đi bán. Và các doanh nghiệp trong nền kinh tế thì có nhiệm vụ là nộp, thực hiện nghĩa vụ của mình đối nhà nước, và điển hình làm ra có lợi nhuận thì chúng ta phải nộp thuế. Hiện nay theo quy định thì thuế thu nhập doanh nghiệp là đến 25% trên thu là và cái lợi nhuận. Các chị biết rằng là thuế thu nhập doanh nghiệp về nguyên tắc thì được xác định dựa trên cái thu nhập thực sự doanh nghiệp, mà doanh đối doanh nghiệp thì thu nhập thực sự được xác định vào cuối năm tài chính sau kết thúc một năm và thậm chí trễ hơn một năm. Và thuế là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, cho nên nếu mà để đến cuối năm mới nộp thuế thì trong năm nhà nước có thể không có tiền để chi tiêu. Do vậy hiện nay chế độ thuế quy định là doanh nghiệp phải tạm nộp hàng quý, và để ghi nhận cái thuế này thì cái tán thưởng tài khoản 821 là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Tài khoản này chia làm hai tài khoản con là 8211 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và 8212 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại, hiện hành và hoãn lại. Ở đây chúng ta chỉ dừng lại ở cái phần chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thôi, là số thuế phải nộp theo thông báo của cơ quan thuế. Thì định kỳ hàng quý doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập. Các chị lưu ý tạm nộp có nghĩa là chúng ta là
thuế thì được chính thức xác định vào thời điểm cuối năm, nhưng mà do để cần tiền chi tiêu ngân sách nhà nước, nhà nước đồng viên ngân sách và định kỳ hàng quý một số tạm đó. Thì khi chúng ta xác định cái thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp thì chúng ta ghi tăng cái nghĩa vụ phải nộp có 3334 và ghi tăng cái chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ta xem là một khoản chi phí nợ 8211. Và khi đó sau khi đó chúng ta tiến hành nộp thuế thì nó sẽ ghi nợ 3334 và có 111, 112. Như vậy hàng quý chúng ta sẽ tạm nộp thuế, đến cuối năm chúng ta quyết toán lại. Nếu như cái số thực tế phải nộp trong năm đó mà lớn hơn số tạm nộp, tức là mình nộp thiếu thì mình phải nộp thêm, thì khi đó tôi ghi một lần nữa tăng chi phí và tăng nghĩa vụ phải nộp. Còn nếu như số thực tế phải nộp nó nhỏ hơn số tạm nộp thì khi đó cái phần nộp dư đó chúng tôi sẽ ghi hoàn nhập chi phí và ghi giảm cái nghĩa vụ nộp. Anh chị lưu ý là nộp thiếu thì nộp thêm, nhưng mà nộp thừa thì chúng ta không có rút ra mà chúng ta sẽ trừ, cấn trừ vào các kỳ tiếp theo. Thần thế thì chỉ giới thiệu bạn thôi, chứ chúng ta cũng không đi sâu vào nghiên cứu này. Và tôi sẽ chuyển sang cái nội dung trọng tâm tiếp theo, một nội dung trọng tâm, một nội dung tổng hợp liên quan nhiều đến cử, đó là kế toán xác định kết quả kinh doanh, là nội dung cuối cùng. Để tính kết quả kinh doanh thì đơn giản chúng ta lấy doanh thu trừ chi phí thôi. Thì đến giờ phút này các khoản mục liên quan đến doanh thu chúng ta cũng đã học hết rồi, các khoản mục chi phí chúng ta cũng đã học hết rồi. Nhưng mà chúng ta không chỉ đơn giản lấy doanh thu trừ chi phí mà ra lợi nhuận. Ở trong kế toán thì bất cứ làm việc gì nó cũng tuân theo một quy trình chặt chẽ hết. Thì cái quy trình mà tính kết quả kinh doanh được thể hiện qua 3 bước, đó là bước tập hợp doanh thu và chi phí. Trong kỳ nó phải tập hợp lại, sau đó cuối kỳ chúng ta kết chuyển doanh thu thuần và chi phí, và thứ ba là cuối chúng ta lấy doanh thu trừ chi phí để cuối cùng xác định lợi nhuận. Và thấy nó cũng có 3 bước giống như tính giá thành nha bạn, là tập hợp, kết chuyển và tính cái gì đó. Nếu như trong giá thành là tập hợp chi phí, kết chuyển chi phí và tính giá thành, thì bên này là tập hợp doanh thu chi phí, kết chuyển doanh thu chi phí và tính lời lỗ. Thì cái quy trình này được thể hiện qua sơ đồ cũng 3 bước như sau. À, tôi cố tình thiết kế thành 3 bước để cho các bạn tiện và dễ theo dõi. Bước đầu thì các vị thấy rằng lúc này đến giờ phút này thì nhìn sơ đồ này có vẻ như nó rối rồi, mũi tên bay tá lả rồi phải không? Nhưng mà nếu ta nhìn kỹ đi thì nó cũng theo quy luật hết. Bạn thấy rằng cái nếu như trong giá thành cái mũi tên là đi thẳng, thì bên này bạn thấy cái mũi tên nó thực ra cũng là đi thẳng, phải không? Nhưng mà lúc này nó hai chiều, bước là bước đôi chứ không phải bước đơn nữa. Mũi tên 1, 2, 3 ra đây, 1, 2, 3 ra đây. Đấy ạ, 1, 2, 3, 1, 2, 3, được chưa? Như vậy bước 1 trong kỳ kế toán sẽ tiến hành tập hợp doanh thu và chi phí. Khi bán hàng phát sinh doanh thu ghi bên có 5, 11, bán tài sản định ghi có 7, 11. Phát sinh chi phí ghi nợ tài khoản lệ 6, 6, 3, 2, 6, 4, 1, 6, 4, 2 và 8, 11. Như vậy trong kỳ kế toán tiến hành tập hợp doanh thu, thu nhập và chi phí. Đến cuối kỳ kế toán mới tiến hành kết chuyển các khoản này về tài khoản 9, 11 để xác định kết quả kinh doanh. Như vậy chúng ta cũng kết chuyển giống như phần giá thành, là kết chuyển số tổng cộng để cho các tài khoản này không còn số dư. Như vậy đầu tiên tôi sẽ kết chuyển doanh thu nợ 5, 11, nợ 7, 11 và có 9, 11. Ở đây 5, 15 doanh thu thì chính bạn không học, bạn không quan tâm. Chúng tôi ghi nợ rồi. Và cái này là tôi kết chuyển chi phí, tôi kết chuyển chi phí là nợ 9, 11 có 6, 3, 2, 6, 4, 1, 6, 2, gì đó. 9, 11 là tài khoản xác định kết quả. Đây là tài khoản trung gian dùng để cấn trừ doanh thu và chi phí ra lợi nhuận. Anh chị nhớ rằng trong bài số 3 thì tôi không hề trình bày về tài khoản 911, mà tôi nói là tự động lúc nào đó các anh chị sẽ biết. Bởi vì thực sự tài khoản 911 bản thân nó không phát sinh cái gì cả, mà nó chỉ là tài khoản trung gian để cho các tài khoản khác đổ số liệu về mà thôi. Cho nên vào thời điểm bài số 3 khi bạn mới biết sơ sơ về kế toán, mà nếu như tôi nói là kết chuyển doanh thu chi phí này nọ thì có lẽ rất khó hình dung. Cho nên lúc này bây giờ các anh chị đã được trang bị kiến thức cơ bản doanh thu chi phí rồi, chúng ta lấy hai cái đó cấn trừ nhau thì ta hình dễ hình dung hơn tài khoản 91. Mà thực sự chúng ta cũng không cần nghiên cứu nó. Tôi nói là 911 bản chất tài khoản trung gian nằm ở giữa để cho các tài khoản khác đổ số liệu về. Như vậy lúc này một bên 911 là doanh thu,
và một bên 9/11 là chi phí. Đúng không? Bạn thấy gì? Cấn trừ hai bên này sẽ ra lợi nhuận, mà lợi lãi hoặc lỗ, mà lãi hoặc lỗ được ghi nhận trên tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối. Nếu như chúng ta có lãi thì chúng ta sẽ ghi có 421 và nợ 9/11. Nếu chúng ta bị lỗ thì chúng ta sẽ ghi nợ 421 và có 9/11. Thì cái điều này các chị đã biết ngay từ bài số 3 rồi. À, có 421 là ghi nhận lãi và nợ 421 là ghi nhận lỗ. Thì đó là kết thúc. Và đó là kết thúc cái phần lý thuyết về tính kế hoạch kinh doanh. Đây là một trong nội dung quan trọng. Giờ chúng ta làm một cái bài tập cuối cùng và thực hành cái tính kế hoạch kinh doanh này. Chúng ta làm bài đầu tiên trong cái phần bài tập. À, còn các bài còn lại thì các bạn về nhà, bạn nghiên cứu, bạn làm, để luyện tập thêm. Nhiệm vụ số 1. Xuất một số thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng. Giá xuất kho là 40.000, giá bán là 50, thuế 10%. Đây là một nghiệp vụ tiêu thụ trực tiếp. Do vậy tôi sẽ ghi nhận giá vốn và doanh thu của nghiệp vụ này. Giá vốn hàng bán thì nợ 632 có 155, 40.000. Đối với doanh thu bán hàng, doanh thu hàng thì tôi sẽ ghi nhận như sau. Ở đây là doanh thu là 50.000, tôi ghi tăng doanh thu có 511, 50.000. Phần thuế giá trị gia tăng tôi ghi vào tăng thuế phải nộp 10% là 5.000. Như vậy tổng số tiền phải thu hàng là 55.000. Ở đây bán triệu, tôi sẽ ghi nợ từ khoảng 131 phải thu khách hàng. Nghiệp vụ số 2. Xuất một số thành phẩm gửi đến cho khách hàng. Giá xuất kho là 30.000, giá bán là 42.000. Thuế giá trị gia tăng 10% trên giá bán. Khách hàng chưa nhận được hàng. Xuất thành đây là nghiệp vụ gửi bán, do vậy trước hết tôi sẽ ghi nhận trị giá thành phẩm gửi bán là nợ 157 có 155 là 30.000. Và nghiệp vụ này dừng lại ở đây, chúng ta không được ghi nhận giá vốn doanh thu bởi vì khách hàng chưa nhận được hàng. Rất nhiều anh chị rất ghi hay ghi nhận giá vốn thu bởi vì các anh chị thấy cái giá bán. Thông tin thì vẫn cho đầy đủ, có điều chúng ta phải xử lý nó như thế nào thôi. Nhiệm vụ số 3. Nhận được giấy báo khách hàng đã nhận số thành phẩm xuất gửi kỳ trước. Giá xuất kho là 50.000, giá bán là 64.000, thuế 10% nhân giá bán, khách hàng chưa thanh toán tiền. Đây là nghiệp vụ tiêu thụ, nhưng tiêu thụ hàng gửi bán. Do vậy chúng ta sẽ ghi nhận giá vốn của hàng gửi bán là nợ 632 có 157 50.000. Và ghi nhận doanh thu ở đây doanh thu là 64.000, tôi ghi có tài khoản 511, phần thuế giá trị tăng 10% là 6.400, tôi ghi tăng cái thuế phải nộp nhà nước, tổng số tiền phải thu cho bán triệu là ghi tăng phải thu khách hàng 70.400. Nhiệm vụ số 5. Tiền lương phải trả nhân viên bán hàng. Tiền lương 5-6.000 lương là trích theo lương, là hai vụ quá quen thuộc anh chị rồi. Do vậy tôi đối nghiệp vụ tiền lương tôi đưa vào chi phí, và trong tình huống này chi phí bán hàng và chi phí quản lý, và trên cơ sở nghiệp vụ số 5 là tiền lương tôi tiến hành trích 30.5%, trong đó 22% tôi đưa vào chi phí và 8.5% tôi tiến hành trừ lương nhân viên. Đó, 5 và 6. Nghiệp vụ số 7 là xuất công cụ. Ở đây xuất công cụ rùng ra nhiều kỳ, do vậy tôi chưa vội vàng mà hạch toán công cụ này vào chi phí, mà trước hết tôi phản ánh giá trị công cụ xuất dùng vào tài khoản chi phí trả trước 142, rồi sau đó từ 142 chúng ta mới tính vào chi phí để dùng cho bán hàng, do vậy tôi tính vào 641. Ở những nghiệp vụ này chúng ta làm đi làm tới như vậy đến giờ phút này nó cũng khá, mặc dù đây là nghiệp vụ khó nhưng mà chúng ta luyện tập qua nhiều lần thì bây giờ nó cũng trở thành đơn giản rồi. Và nghiệp vụ chích khấu hao thì đưa nó vào chi phí mà thôi. Tiếp theo, nghiệp vụ số 9 là chi phí khác. Khác là ngoài những chi phí ở trên. Do vậy tôi cũng tính vào chi phí bán hàng và chi phí quản lý. Đây là những chi phí linh tinh bằng tiền khác.
Và cuối cùng là nghiệp vụ số 10 là đi tính lời lỗ. Như vậy 9 nghiệp vụ vừa rồi tôi vừa xong bước 1 trong 3 bước tính lời lỗ, đó là bước tập hợp. Các bạn có thể về vẽ sơ đồ tương tự như bài giá thành. Còn nếu không vẽ sơ đồ thì bây giờ mình kết chuyển vẫn được, có điều mình chịu khó cộng dồn. Chúng ta về chúng ta rèn luyện kỹ năng cộng dồn đi, bởi vì đi thi cử thì tôi cũng không yêu cầu vẽ sơ đồ làm chi. Vậy chúng ta phải nhớ bài. Thứ nhất là kết chuyển doanh thu, và thứ hai là kết chuyển chi phí. Kết chuyển doanh thu thì nợ 5/11 có 91. Còn số liệu này thì các bạn có thể cộng dồn tất cả các 11 đến 9. Kết chuyển chi phí thì chúng ta có kết chuyển 3 loại chi phí là giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Cái số liệu này chúng ta cũng cộng dồn từ nghiệp vụ từ số 1 đến số 8 luôn. Lúc này chúng ta đã có doanh thu và chi phí rồi. Bây giờ mình tiến hành lấy doanh thu trừ chi phí để nó ra được lợi nhuận. Như vậy lợi nhuận tôi ghi nói chung là lợi nhuận thôi, là doanh thu 114 triệu trừ chi phí là 99 triệu 550 ngàn. Như vậy lợi nhuận là 14 triệu 450 ngàn. Đây là một con số dương. Con số dương là chúng ta có lãi. Do vậy tôi sẽ ghi vào bên có tài khoản 421 và ghi bên nợ tài khoản 911 là kết thúc cái bài tập 10 này. Như vậy với phần bài tập này thì tôi cũng kết thúc cái chương cuối cùng đây luôn. Bây giờ chương cuối cùng xoay quanh hai vấn đề chủ yếu, đó là quá trình sản xuất và quá trình tiêu thụ. Để tiến hành sản xuất thì chúng ta phải tiến hành mua các yếu tố đầu vào, và kết thúc quá trình này chúng ta có một nhiệm vụ phải tính là tính giá thành sản phẩm. Và kết thúc quá trình tiêu thụ thì chúng ta có nhiệm vụ tính lời lỗ. Thì tôi đã trong 2 ngày đã truyền đạt anh chị các kiến thức cơ bản của nguyên lý toán. Tôi lưu ý là những kiến thức cốt lõi nhất thôi. Các bạn về phải tìm giáo trình đầy đủ theo quy định của trường để đọc. Thi thì tôi sẽ không hạn chế bất kỳ nội dung nào hết. Có những nội dung trong slide giảng và có những nội dung nằm ngoài slide này, nằm trong giáo trình đầy đủ. Giờ tôi sẽ không hạn chế bất kỳ kiến thức gì hết. Và thi thì có thể là trắc nghiệm tự luận thì tôi vẫn chưa biết, có thể là kết hợp cả hai. Nói tóm lại là những gì mà liên quan đến học thì tôi đều ra hết. Có thể ra dưới dạng này, dạng kia, và ra dạng ứng dụng hay dạng trực tiếp đó.